Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm SolidWorks 2017. Thì ở đây cái file cài của mình là file ISO, file nén ISO. ISO thì đây là mình muốn cài file này là mình phải sử dụng một cái phần mềm để cài đĩa ảo. Đó là phần mềm Ultra ISO. Thì trước khi cài này mình phải cài cái phần mềm này, phần mềm Ultra ISO này. Phần mềm này cũng rất là dễ cài, mình sẽ lên mạng download về và cài bình thường. Sau đó mình sẽ vào cái thư mục SolidWorks 2017, mình bấm vào phím phải và mình chọn mouse thì nó đưa cái ổ đĩa SolidWorks vào. Mình bấm SolidWorks 2017 ACTII SSW, bấm vào nó, mình chạy cái file cuối cùng SSW ACTII, lít đúp vào nó và chờ một thời gian nó sẽ chạy. Đây, sau khi nó một thời gian chờ đợi thì nó sẽ hiện lên cái mục này. Bước đầu tiên là mình set serial number, mình nhớ mình chọn cái mục đầu tiên ha, first local activation. Đó, rồi mình chọn accept, ok. Mình qua bước thứ hai là active license, mình bấm active license, mình bấm yes. Lưu ý các bạn là ở cái bước số 2 này thì mình phải đợi một khoảng thời gian hơi lâu một chút. Nếu như mình nóng vội, nó chưa chạy xong cái bước số 2 này mà mình làm tiếp thì nó sẽ bị lỗi. Và khi mình cài chương trình nó vẫn vô bình thường, nhưng mà lúc mình xài là xài không được, nó sẽ bị lỗi. Thì mình sau khi mình bấm activation, mình đợi có khoảng 2 đến 3 phút, tương đối lâu. Cho nên là nó hiện lên cái bảng này mới được. Tại bảng này mình chọn no, chọn no. Rồi chừng nào mà mình thấy nó hiện lên chữ license active mới được ok. Đây là ta vừa thực hiện xong hai bước, xong ta tắt cái bảng này đi, ta trở lại, ta chạy file setup, bấm lít đúp vào file setup và chờ máy nó chạy. Thì phần mềm SolidWorks 2017 này tương đối nặng, cho nên đợi máy chạy cũng tương đối lâu, cho nên các bạn đừng có quá nóng vội. Đó, sau đó nó chạy lên cái này, chúng ta chọn cái mục đầu tiên Individual, bấm Next. Đó, thì nó sẽ điền tất cả, nếu mình chạy đúng thì nó điền tất cả các số serial number vô đây hết cho mình. Nếu bạn nào chạy không đúng thì lên những cái ô này nó sẽ không có số. Sau đó ta bấm Next và chờ. Cài SolidWorks tương đối lâu, nó mất cỡ tầm khoảng 30 đến 45 phút, tương đối nặng. Tùy vào việc mình cài full hoặc là mình cài đơn giản một số cái module thôi. Nếu mà mình cài đủ full thì rất là nặng. Một điểm đặc biệt chú ý nữa là chúng ta nên tắt Internet trước khi cài nha các bạn. Chúng ta tắt Internet trước khi cài, bấm Cancel. Nếu chúng ta để Internet ta cài thì nó rất là dễ bị lỗi. Đó, sau một khoảng thời gian chạy thì nó sẽ hiện lên cái bảng này. Nếu mình đủ là nó khoảng 15GB, mình bấm Accept. Nếu như mình muốn cài một số module cần thiết thôi thì mình bấm vào cái nút Change, thay đổi, để mình lựa chọn các cái module, các cái phần mà mình xài thôi. Ví dụ như tôi không có xài Electron, bỏ bỏ những cái phần nào mà mình không xài để cho nó nhẹ. Mỗi phần nó đều có cái dung lượng báo ở phía sau. Thì mình cài cơ bản cỡ tầm khoảng
5, 6, 7 GB thôi. Hiện giờ là của tôi là 6 GB 6. Rồi sau đó mình bấm Next tiếp. Rồi bấm Install. Các bạn nhớ bấm chữ tích vào cái dấu Accept, chấp nhận. Rồi máy tính bắt đầu tiến hành cài đặt. Cái quá trình chạy cài đặt này tương đối lâu nha các bạn. Các bạn đừng có nóng vội. Quá trình cài đặt này nó chạy mất khoảng là 30 phút hơn. Một cái lưu ý đối với các bạn là khi các bạn cài, bắt đầu cài, chúng ta nên tắt internet, tắt wifi đi và tắt phần mềm diệt virus luôn. Nếu chúng ta thực hiện đúng thì chúng ta cài sau khi cài rồi mình cái solid của mình nó không có bị lỗi. Một cái chú ý nữa là trong quá trình cài đặt có thể là do cái Windows của mình nó thiếu một số cái framework thì có thể là máy nó sẽ báo là thiếu framework. Sau khi đợi một thời gian thì nó hiện cho nó cài xong nó hiện cái bảng này lên. Chúng ta chọn No, Next. Rồi sau đó chúng ta tiến hành rắc tiếp. Hồi nãy rắc ta tiến hành mới 2 bước, sau khi thực hiện xong hai bước rồi ta mới cài, tức là bước 1, bước 2. Sau đó mình cài xong rồi mình mới trở lại cái file acti. Hồi nãy mình thực hiện bước 1, bước 2 xong rồi, bây giờ mình sẽ qua bước 3, tức là bước copy loader. Đó. Mình quan sát mình thấy nếu mà có chữ install, những cái chữ mà install là những đó đã cài được, rồi mình bấm vào copy, yes, chọn yes. Rồi qua bước thứ tư, ta chọn bước thứ tư. Và chúng ta để ý nha, khi ta bấm copy thì phải đợi một thời gian nữa nó hiện lên cái bảng copy loader được mới được. Rồi bước thứ tư, bước thứ năm, acti, yes. Ok, đó là ta đã tiến hành xong cái bước acti. Đây là gần như ta đã cài đặt xong cái Solid 2017. Đây là cái file giới thiệu về Solid 2017, những cái tính năng mới. Đây, cái file ta cài đặt xong, biểu tượng ở đây. Do nãy tôi chỉ cài một số cái cơ bản thôi. Nếu các bạn cài đủ nó ra rất là nhiều cái icon. Đây cài đủ nó tới 15 GB. Còn hồi nãy tôi đã bỏ hết, tôi chỉ cài phần cơ bản cho nên nó hiện ra chỉ có một cái biểu tượng SolidWorks này thôi. Sau đó mình khởi động, mình lít đúp vô. Lít đúp vô thì mình đợi nó chạy. Cái lần khởi động đầu tiên nó chạy tương đối lâu tại vì nó phải kiểm tra hệ thống, update các cái tài nguyên lên. Đó, đây là giao diện mới mở lên của Solid 2017. Chúng tôi vừa mới hướng dẫn các bạn cài đặt Solid 2017. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào, tạm biệt các bạn. Xin cảm ơn các bạn.